Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12 thì sẽ diễn ra trận đấu giữa Hà Nội FC với Urawares trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa giải 2023-2024. Sau 5 lượt trận thì Hà Nội FC đã bị loại rồi, và đây là cái trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục của đại diện đến từ Việt Nam mà thôi. Do đó đây là trận đấu mà Hà Nội FC sẽ cố gắng để mà tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ ít được ra sân để thi đấu, cũng như là cố gắng để tích lũy cái điểm số về mặt danh dự thôi, chứ còn nó không phục vụ cho cái mục tiêu đi tiếp nữa, vì Hà Nội FC đã chính thức bị loại rồi. Và trong buổi báo trước trận đấu này thì trợ lý huấn luyện viên Tạm Quyền Đức Tuấn cũng đã phát biểu là sẽ để cho một số cầu thủ trẻ ra sân thi đấu, và ở trận đấu này thì Hà Nội FC cũng sẽ chơi với hết khả năng của mình để mà cố gắng giành được chiến thắng hoặc là có kết quả thuận lợi. Trong khi đó thì tiền đạo Tagu cũng nói rằng là sẽ giúp toàn đội, cố gắng giúp toàn đội giành được cái mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên trên thực tế mà nói thì đây là trận đấu mà Hà Nội FC vẫn sẽ gặp những khó khăn, bởi vì Urawares vẫn còn cái cơ hội, cái mục tiêu của họ là để cố gắng giành vé đi tiếp theo cái suất nhì bảng. Mặc dù là mong manh mà họ vẫn sẽ muốn để mà giành chiến thắng, và đặc biệt là thắng càng đậm càng tốt, cho nên đây là trận đấu mà họ sẽ bung ra hết khả năng của mình. Trong thời gian vừa qua thì cái phong độ của Urawares không tốt, họ liên tục hòa thua, đặc biệt là cái huấn luyện viên của họ thì ở trận đấu này là bị cấm chỉ đạo vì Liên đoàn bóng đá châu Á họ phạt, vì vậy là cũng có những thiệt thòi nhất định. Cái phong độ của Urawares thì đúng là không tốt thật, nhưng mà với cái năng lực chuyên môn của đội bóng này thì ở cái trận đấu hôm nay tại diễn ra trên sân Mỹ Đình thì thầy trò huấn luyện viên Đức Tuấn được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì chúng ta biết rằng là Hà Nội FC phải căng sức thi đấu. Vừa rồi thì ở cái vòng đấu thứ tư V-League 2023-2024 thì Hà Nội FC cũng đã nhận thất bại trước Bình Định trên sân nhà, bàn thua duy nhất khi mà Xuân Mạnh mắc sai lầm, đúng không ạ? Thì cái tinh thần nó bị ảnh hưởng rất là đáng tiếc, bởi vì trước đó thì họ cũng đã đánh bại được Vũ Hán để mà kéo cái tinh thần mình lên rồi, và sau đó đã đánh bại được Bình Dương nữa. Nhưng mà ở trên sân của Po Hang thì Hà Nội FC đã thất bại, và bây giờ lại thất bại thêm trận đấu với Bình Định và đối đầu với Urawares là một đội bóng mạnh hơn nữa, thì cái lịch thi đấu nó quá nặng. Cái vấn đề mà Thuật Thể Thao lo ngại nhất đó chính là cái vấn đề thể lực của các cầu thủ Hà Nội FC mà thôi, bởi vì là thi đấu nhiều quá, cái nền tảng thể lực nó bị suy giảm, cho nên là sẽ rất là khó. Vì vậy cái phương án có thể nói là hiệu nhất đó là việc sử dụng những cầu thủ trẻ, đặc biệt là những cầu thủ như Hai Long hay là Văn Trường, Văn Tùng. Nếu như được trao cơ hội và ra sân và đá nhiều hơn thì những cầu thủ này sẽ tiến bộ hơn, bởi vì là chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua những cầu thủ này không được ra sân thi đấu nhiều, và có được ra sân thì cái thời gian để mà đá trên sân cũng chưa đủ nhiều để mà họ có thể phát tiết ra hết được những cái năng lực và cái bộ kỹ năng của mình được. Cho dù là họ đều là những cầu thủ trẻ rất là tài năng, nhưng mà việc ngồi dự bị nhiều quá khiến cho những cái đôi chân của các cầu thủ này nó chưa được mượt mà và chưa được tuyệt vời trong lắm. Thì đây là trận đấu mà gặp những đối thủ mạnh này thì ra sân nó cũng sẽ áp lực, đúng không ạ? Cho dù là chỉ là thủ tục thôi, nhưng gặp những đối thủ mạnh thì cũng áp lực, nên là các cầu thủ trẻ cũng cố gắng thôi. Còn trận đấu này mình nghĩ rằng Hà Nội FC vẫn sẽ chơi với cái lối đá nó sẽ rõ nét hơn so với trận lượt đi, không đến nỗi là thua đậm như 0-6 như trận lượt đi, nhưng mà đây là trận đấu mà Hà Nội FC sẽ chơi tốt, và mình đánh giá đây là trận đấu mà Hà Nội FC hoàn toàn có thể ghi được bàn thắng. Còn mình dự đoán là Hà Nội FC sẽ nhận thất bại tỷ số 1-3 trước Progress trận đấu này. Còn mình không dám mơ về một chiến thắng đâu. Nếu như mà tốt nhất có thể thì khả năng Hà Nội FC sẽ có được điểm thôi, chứ còn mình thì mình dự đoán là Hà Nội FC khả năng sẽ nhận thất bại với tỷ số 1-3. Chúng ta cùng chờ xem là Văn Quyết và các đồng đội của mình sẽ thể hiện như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì và dự đoán gì về tỷ số của trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Trận đấu giữa Hà Nội FC với Urawares diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay và được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. Quý vị và các bạn có thể theo dõi cái trận đấu này trên kênh sóng này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.